Chào quý vị và các bạn. Video clip này sẽ phân tích những cái đặc điểm, những ưu nhược điểm của cái chiếc xe số mà bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Thì thưa quý vị và các bạn, đó là chiếc Yamaha Sirius. Đây là một trong những cái chiếc xe số mà bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Vậy thì Yamaha Sirius có cái gì thực sự hấp dẫn? Yamaha Sirius chính là một trong những xe số giá rẻ và bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Và liệu Yamaha Sirius có thực sự tốt hay không? Và người tiêu dùng có nên mua chiếc xe này hay không? Đây là những câu hỏi được đặt ra. Và video clip này sẽ không nhằm ngoài cái mục đích là trả lời cái câu hỏi đó. Thì chúng tôi sẽ đưa ra cái quan điểm của chúng tôi để người tiêu dùng có được cái sự lựa chọn hợp lý nhất. Thứ nhất là về ưu điểm. Thì chiếc xe này, Yamaha Sirius, nó có cái ưu điểm là nó hợp túi tiền. Nó là một trong số những chiếc xe tay xe số, những cái chiếc xe số và có cái giá bán hợp lý nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Một chiếc Yamaha Sirius thì nó có giá dao động từ 18 cho đến 23 triệu đồng. Ưu điểm về thiết kế thì Sirius được biết đến như là một trong những mẫu xe số làm nên tên tuổi của Yamaha tại thị trường Việt Nam. Sirius mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ. Sirius sở hữu cái dáng thể thao trẻ trung, gọn gàng và phù hợp với đối tượng khách hàng là cả nam lẫn nữ. Về động cơ thì cả hai phiên bản Sirius FE và Sirius Racing FE thì đều trang bị động cơ cylinder và dung tích là 115 phân khối, làm mát bằng gió, phun xăng điện tử, công suất là 8,7 mã lực, ở vòng tua máy là 7.000 vòng phút và moment xoắn cực đại là 9,5 Nm tại 5.500 vòng phút. Xe thì được sử dụng hộp số tròn 4 cấp và loại động cơ sử dụng trên Sirius thì được Yamaha tinh chỉnh giúp tăng khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm mức khí thải. Yamaha Sirius thì có độ bền cao. Để có được cái sự tin tưởng của người tiêu dùng thì Yamaha Sirius đã chứng tỏ được cái khả năng vận hành bền bỉ theo thời gian của mình. Nhiều người dùng Yamaha nhận xét rằng sau nhiều năm sử dụng thì máy của chiếc xe này vẫn đầm và êm như ngày đầu mới mua. Nhược điểm của xe là gì? Thì có thể nói là cái về nhược điểm về vận hành thì Yamaha Sirius đi ở cái tốc độ cao thì chưa tốt, máy gằn và giật cục hơn là chạy ở cái tốc độ thấp. Và xe được thiết kế nhẹ lên khi vận hành ở cái tốc độ cao thì đầu xe nó bị liệu, cảm giác lái là mất an toàn. Và rất nhiều chiếc xe có cái hiện tượng buổi sáng là đề thì không nổ được và phải đạp mới nổ. Và sau một thời gian sử dụng thì cái bộ đề của nó có vẻ là nó có một số xe thì nó có một số cái trục trặc nhỏ nhỏ. Phanh đĩa của xe thì nó hoạt động cũng được nhưng mà nó sẽ bị giật nếu như chúng ta phanh gấp và chỉ phanh bóp phanh trước mà thôi. Thì để mà khắc phục cái điều này thì người dùng nên bóp phanh và nhấn phanh đồng thời thì sẽ tốt hơn. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì Yamaha có một cái điểm yếu là cái lượng tiêu thụ nhiên liệu luôn nhiều hơn so với Honda. Cụ thể là Yamaha Sirius thì có mức tiêu hao khoảng là 70 km cho 1 lít xăng. Trong khi đó thì bản chế hòa khí thì có cái con số thấp hơn, là nó chỉ khoảng là 65 km cho 1 lít xăng mà thôi. Thì đây là những cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái chiếc xe này. Hiện nay thì theo thống kê của autobuy.vn thì doanh số của Yamaha Sirius đã vượt hơn hẳn cả Honda Way Alpha. Và Way Alpha thì họ cũng đang có cái thông tin là họ sẽ ngưng sản xuất cái mẫu Way Alpha 2016 mà họ sẽ thay thế bằng phiên bản 2017 và sẽ ra mắt trong cái thời gian gần đây. Thì quý vị và các bạn nếu mà có nhu cầu quan tâm đến các cái dòng xe số phổ thông như là Honda Way Alpha và Sirius thì hãy vui lòng đăng ký kênh để đón nhận những các cái thông tin mới nhất từ những các cái chiếc xe này. Và xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.